hôm nay quyết tóm được album, đặt camera ở đây, giao hàng à, tôi ra ngay. Để xem là ai nào. Không ổn rồi. Ai đã ăn vụng thịt cay của tôi? Tôi đang bận đếm tiền. Em đang ăn xoài cay, không phải là em. Món này cay lắm, anh không ăn đâu. Để suy nghĩ thêm. Tôi đã biết là ai. Là ai? Ông chủ, lấy hai đĩa bánh cáy. Tận hai đĩa. Đúng rồi, nhanh nhé. Có ngay, bánh cáy của cô. Ngon ngọt bùi thơm. Ăn quá dữ. Ngon ngon nhức nách. Ông chủ, dọn cho tôi. Được thôi. Em tới lâu chưa? Vừa tới thôi ạ. Ăn gì để anh gọi? Gì cũng được. Cho hai đĩa bánh cáy. Chờ chút, mời anh chị. Em ăn xong rồi. Không thích à? Em đang giảm cân, tiết kiệm nữa chứ. Em đúng là cô gái tốt. Hảo, cô gái tốt. Em ăn mì cay này. Nhìn ngon quá. Ơ, sao của anh không có trứng? Anh nhường em đấy, để đi lấy chai nước. Anh ấy thật đáng yêu. Giấu trứng đi. Đổi chỗ hai tô mì. Em uống nước đi. Đậm đà mỹ vị. Cay nhưng mà ngon. Ngon ngon nhức nách. Thôi xong lộ rồi. Sao lại có đùi gà? Tại sợ em tăng cân. Em đang muốn béo. Rắc ớt bột lên. Trả thù tham ăn. Chị hay ăn vụng. Mời em ăn que cay. Cảm ơn chị nhiều. Đậm đà vị cay. Nhìn thèm ghê. Ngon ngon nhức nách. Em không cay à? Ăn ngon lắm ạ. Đâu để chị thử. Cay quá má ơi. Hai đứa, ai ăn chậm thì rửa bát. Ăn nhanh thế, phải tăng tốc. Đậm đà thấm vị. Cay cay ngon ngon. Ăn xong rồi, không quan tâm. Ngon ngon nhức nách. Nhìn vẫn thèm quá. Ăn cố thêm một miếng. Ăn xong rồi, rửa bát nhé. Cái gì? Bực mình quá. Người mê ăn mặn, phải bơi trong nước mắm. Uống thêm hộp mắm nữa. Người sợ ăn cay, rửa sạch trong nước lọc. Sao vẫn cay thế? Người nghiện ăn cay, đổ ớt bột vào ăn cùng. Cay nhưng mà ngon. Đỉnh của chop.